Đấy. Đấy, mày thích không? Em chơi trò này bao giờ chưa? Chưa. Đấy, cái khá này mới có mà. Nên mẹ chị mua cho đấy. Đẹp không, đẹp không? Nhiều cánh rồi. Em thích cái màu gì? Em thích cái màu đỏ này cơ. Ủa đúng rồi đấy, cái màu đỏ này hợp với quần áo của em ấy, chị cho em ấy. Xem nhá, xem nhá, làm gì đấy? Ui, em có quyển sách to thế. Em đang thay bộ quần áo cho các bạn nhỏ. À thế à? Hi hi, nhưng mà có bằng cái này của chị không? Ồ, thích không, thích không? Nhiều màu chưa? Em biết đây là cái gì không? Không biết. Ui, em kém thế. Em chỉ là cái học giỏi thôi, cái này không biết được đâu. Cái này là con quay đấy. Nhìn chị để chị quay thử cho mà xem nhá. Nhìn này, mình cầm cái tay này thế này nè. Nó chẹo. Thấy chưa? Em thử đi. Đấy, biết chưa? Đây là con quay đấy. Đây này, nhìn chị nhá. Đấy. Tay kép tay. Thấy chưa? Nó chẹo con em đứt. Bây giờ chị đi quay thi thử không? Xem ai quay nhanh nhá. 1, 2, 3. Ýu, sao con nào đứng trước? Cô chỉ thắng không? Ý, con mà chỉ thắng luôn. Tiếp đi. Ui, của chị quay tiếp chưa? Biết vì sao không? Chị khỏe hơn em mà. Ý, đây, nhìn nha. Một, ýu, cho Xu quay trước xem Xu không thắng bằng chị đâu. Quay tiếp bạn. Ý, ấy, đi tiếp anh luôn Xu nhở? Ý, đấy. Đấy, quay thích không? Em chơi trò này bao giờ chưa? Chưa. Đấy, cái khá này mới có mà. Nhà mẹ chị mua cho đấy. Đẹp không, đẹp không? Nhiều cánh rồi. Không được cái này đẹp đấy. Đẹp. Thế thôi bắt đi. Ô, chị tưởng cái này chỉ để quay thôi chứ. Nó lại còn có cả đồ chơi à? Bắt đi. Ô, thử cái đấy, bắt thử cái. Wow, có một cái nhẫn này. Ô, cái kẹo này này. Wow, nhìn thấy có phát sáng nữa. Ui, đẹp nhờ. Nhìn này. Có một cái màu đỏ. Ôi, một cái màu đỏ này này. Hợp với cái quần áo của siêu nhân này. Cái màu đỏ hết pin rồi. Cái màu đỏ hết pin rồi. Xem cái này này. Cái một cái nhẫn. Ừ. Kẹo của này là ông sao này. Cái này hình gì á? Hình dâu, hình táo, hình chuối. Đây cũng ông sao. Chú bóc ra mình ăn đi. Không, chị không ăn kẹo đâu. Răng chị sâu hết rồi, không ăn kẹo đâu. Chơi đồ chơi thôi. Em chưa sâu một tí là. Dạ em chưa sâu, đừng ăn. Ăn kẹo. Chị thấy cái này thích hơn không? Em thích cái nào? Để chỗ này không? Ờ, để cái nốt này. Các bạn. Em thích cái màu gì? Em thích cái màu đỏ này cơ. Ủa đúng rồi đấy. Cái màu đỏ này hợp với quần áo của em ấy. Chị cho em ấy. Nhưng mà nó biết pin rồi. Nó pin rồi, mẹ em mua pin chưa? Mẹ em cũng... Hãng của em không bán. Bán? Cứ bảo mẹ đi mua cho nhá. Còn à, chị là lấy hai cái này. Hai cái này nó hợp với quần áo của em hơn. Đúng không? Đấy, trời ơi, kẹo này à. Có bóc không? Bóc thử xem có ngon nhá. Ăn thử một phép nhá. Đó mà ngon thì ăn nhá. Wow. Ý, cho kẹo luôn vào đây luôn. Một, quả chuối nhé. Ơ, kẹo này quả chuối ở đó chị xem nào. Ừ, hay nhỉ. Ừ, ngon lắm. Kẹo trái cây à? Ơ, ừ, đâu, đâu. Ơ, kẹo này không sao này. Ừ, kẹo trái cây, ngon. Wow, ăn như hộp kẹo luôn. Nhớ không, để một hộp luôn. Em lấy quả chanh chứ. Ừ. Ngon không? Ừ, ngon. Ngon à? Bây giờ nhé. Bây giờ em thích cái nhẫn đỏ này đúng không? Chị cho em cái nhẫn đỏ này. Ừ, em có lấy con quay không? Chị cho em một cái. Nhưng mà cái đấy có nhiều kẹo mà. Hay là chia? Ừ đúng rồi, phải chia chị một nửa. Thôi em cứ đổ chị một nửa đi. Chị lớn chị ăn nhiều hơn. Đùa đấy, thôi hai đứa mình bằng nhau. Đấy, thế nhá, chị cho em cái đấy nhá. Thôi bây giờ chị đi về đây. Không ai tí mẹ chị gọi nhá. Mẹ chị cũng nắng đấy. Mẹ chị bảo sức khỏe mẹ đi chơi. Nhưng mà cái kiểu của em không nhấp nháy nhỉ. Thôi chị cho em một cái màu xanh nhá. Thôi dù sao em bé chị một cái thôi cũng được. Chị cái này đẹp đấy.
để người ta ăn khoai nhá. Đúng rồi đấy. Này, cuối tuần này mình đi chơi, đeo nhẫn này đi chơi nhá. À, thôi đây. Nhưng mà anh quay không được lớp bánh cho chị em mình đâu. Thôi nhá, chị về đây nhá. Xong rồi cuối tuần đi chơi nhá. Ừ. Đừng có đi tiễn chị cơ. Cảm ơn nhá.